Kính thưa quý vị và các bạn, nắng sẽ là trạng thái thời tiết của các điểm đến du lịch miền Bắc trong dịp này. Cảm giác khá ấm áp với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên Phủ sẽ trong khoảng là từ 20 đến 23 độ. Tuy nhiên thì nắng cũng sẽ khiến cho độ ẩm không khí ở mức thấp và trời cũng khô hơn. Và lúc giữa trưa thì độ ẩm không khí ở nhiều nơi sẽ dưới 50%. Ngay cả các điểm đến ở vùng núi cao thì không khí cũng ấm lên hẳn. Như là tại Mộc Châu thì nắng sẽ xuất hiện trong cả 3 ngày tới, khiến cho nhiệt độ có xu hướng tăng đều đặn, mỗi ngày tăng 2 độ. Từ 18 độ vào ngày thứ 7, có thể tăng lên 22 độ vào thứ 2 đầu tuần sau. Thời tiết này thì sẽ khá lý tưởng cho các hoạt động ở ngoài trời. Và chắc chắn quý vị sẽ chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp khi mà Mộc Châu đang bước vào mùa hoa mận nở rộ. Với các điểm đến ở Trung Bộ vào ngày thứ 7 thì mưa sẽ giảm hẳn và khả năng là ít xuất hiện mưa to. Từ Đà Nẵng trở vào tới Khánh Hòa thì lượng mưa phổ biến sẽ là từ 30 đến 60mm và cục bộ vẫn có những nơi mưa có thể vượt 80mm. Với dự báo như vậy thì cũng ít xuất hiện lũ trên các sông, nhưng mà riêng với các sườn đồi núi dốc đứng thì vẫn cần phải đề phòng với sạt lở đất. Với thành phố Hội An thì xu hướng mưa giảm sẽ càng rõ rệt hơn trong cả 3 ngày tới. Nếu như 2 ngày cuối tuần trời có xuất hiện mưa rào thì sang đầu tuần sau trời tạnh giáo, nhiều mây và có xu hướng ấm dần. Khi đó thì các hoạt động du lịch và việc di chuyển tại đây cũng sẽ thuận lợi hơn. Với các điểm đến ở phía Nam như là tại Côn Đảo dịp này, khá đông du khách tới đây du lịch, không chỉ bị thu hút bởi cảnh sắc biển song xanh mà còn bởi các hoạt động du lịch tâm linh. Những ngày tới thì thời tiết ở đây khá dễ chịu. Ban ngày trời sẽ có nắng gián đoạn và đan xen với mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày thì sẽ không vượt quá 31 độ. Chỉ lưu ý là vào chiều tối của ngày thứ 7, khả năng là vẫn có mưa dông trái mùa, sang 2 ngày sau thì mưa sẽ giảm dần. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.